Hello quý anh chị, mến chào quý anh chị quay trở lại với kênh Đức Ô Tô Cũ Sài Gòn nha. Lời nói đầu tiên thì em chúc quý chị ngày mới tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và thật nhiều may mắn nha. Thì hôm nay cũng chuẩn bị dịp Tết nhất đến nơi rồi, chuẩn bị cho mình một con xe 7 chỗ đi dền, rộng rãi, thoáng mát để chuẩn bị cho dịp Tết này đi rất là ok nha. Đấy, quý anh chị xem kho bãi bên em cực kỳ lớn luôn, trên 40 đầu xe, khách hàng xem cực kỳ nhiều luôn, giá chỉ từ 300 triệu thôi. Đấy, rồi vào con đầu tiên luôn, Honda CRV bản L đời 28. Đấy, bản L là bản cao cấp nhất nha quý anh chị. Xe có sơn màu trắng nè, rất là thanh lịch, lịch lãm nha. Đi được 22.000 km, giá bên em đang chào bán là hơn 900. Đấy, bản L là có hệ thống Sensing, hệ thống an toàn cao cấp nhất của nhà Honda nha. Quý anh chị xem nội thất nè, ghế da nè, còn là sáng mới nha. Có thành ốp gỗ trên cửa nè. Bản L, bản cao cấp nhất mới được trang bị nha. Đấy, rất là sáng, rất là bóng bẩy luôn. Đấy, rất là đẹp nha. Tiếp theo, 7 chỗ gầm cao máy thoáng Chevrolet Trailblazer bản 2.5 số động 2 cầu đời 2018, đi được 4.3, giá bên em đang chào bán là 700 hơn. Đấy, 7 chỗ gầm cao máy thoáng động cơ dầu 2 cầu số động mà giá lâm quanh chỉ hơn 700. Đấy, tại vì Chevrolet trên thị trường Việt Nam thì chưa được người dùng nhiều, nhưng mà rất là an toàn nha, hàng Mỹ mà, gầm bể rất là đậm chắc, máy móc cực kiệm gu luôn. Đấy, tiếp theo, xe 7 chỗ rất là nhiều công nghệ luôn nha. Hyundai Santa Fe bản full xăng đời 2017, đi được 7.4, giá bên em đang chào bán là 700 hơn, gần 800. Đấy, thì hiện tại tình hình xăng dầu á, chọn cho mình một con máy xăng đi vận hành êm ái, bền bỉ. Đấy, giá xăng thì lại rẻ hơn. Đấy, rất là êm ái luôn. Xe bản full thì công nghệ miên man luôn. Đấy, giá thì lại rẻ hơn xe bản dầu rất là nhiều nha. Thì nên chọn, nên cân nhắc một con xe máy xăng đi dền rất là ok nha quý anh chị. Đấy, màu sơn vàng à, liền lạc đồng màu từ trước ra sau luôn. Tiếp theo là Toyota Fortuner số sàn máy dầu đời 2015. Xe đi được 5.3, giá bên em đang chào bán là hơn 700. Thì rất là nhiều quý anh chị thắc mắc là sao Fortuner số sàn máy dầu lại con xe này giá lại cũng hơi cao đấy. Nhưng mà tùy theo cái chất xe, tình trạng xe và cái giá tiền thì phù hợp đúng với cái tình trạng xe nha quý anh chị. Đấy, xe chủ đi giữ cực kỳ kỹ luôn, ghế da màu kem rất là sáng, vỏ zin theo xe nha quý anh chị, bảo dưỡng full lịch sử hãng luôn, rất là tiết kiệm nha. 6.4 hoặc 7.4 được hỗn hợp thôi. Đấy, Mitsubishi Outlander, đấy, xe 7 chỗ. Con này thì hổm vừa về buổi chiều là khách lên xem xe nhận cọc liền. Để khách chờ rất là nhiều nha quý anh chị. Nếu như quý anh chị xem được video này á, alo cho em Đức sớm đi. Xe nào có em báo liền để hỗ trợ cho quý anh chị đúng với nhu cầu mục đích sử dụng của mình nha. Đấy, khách chờ rất là nhiều, chỉ cần xe ưng lên là lên chốt liền luôn. Đấy, tại vì bên em tất cả các xe đều cam kết chất lượng tuyệt đối đến tay quý anh chị. Đây thì trước mắt quý anh chị là một con đã nhận cọc rồi luôn nha. Kia Sorena bản full dầu đời 2019 cũng vừa về hôm chiều luôn, là khách lên xem chốt luôn. Đấy, khách hàng tin tưởng tuyệt đối bên em thì bên em sẽ trao chữ tín lại đến tay quý khách hàng nha. Tiếp theo là Kia Sorento đời 2018 bản full dầu màu đen, xe đi được 4.6, giá bên em đang chào bán là hơn 800 thôi. Đấy, rất là tiết kiệm luôn, động cơ dầu Sorento cực kỳ khỏe. Đấy, tiếp theo vẫn là Kia, nhưng mà Sorena thì nói chung Sorena bên em bán cực kỳ chạy luôn quý anh chị, giờ về là bán liền luôn. Con này cũng vậy luôn, Kia, nhưng mà bản này là bản máy xăng. Đấy, máy xăng bán cũng cực kỳ tốt luôn nha quý anh chị. Tại vì tình hình hiện tại là Sorena khách cần chạy dịch vụ rất là nhiều. Đấy, rồi 7 chỗ gầm cao máy thoáng đến từ thương hiệu Mỹ mà giá thì rẻ. Đấy, Ford Everest bản EPM bản tiêu chuẩn nha quý anh chị, đời 2019. Xe đi được 4.7, giá bên em đang chào bán là chỉ hơn 900 thôi. Đấy, 900 con xe số tự động máy dầu đến từ thương hiệu Mỹ, gầm cao máy thoáng đi rất là tiết kiệm luôn. Xe màu đen liền lạc tổng mạch từ trước ra sau. Đây, con xe em muốn giới thiệu đến quý chị, xe 7 chỗ số tự động đời 2009, giá chỉ hơn 300 triệu xíu thôi. Có ngày xe 7 chỗ đến từ thương hiệu Nhật Bản, số tự động đi rất là tiết kiệm, lên sẵn luôn cho mình bộ ghế da nè. Thì xe bên em có hơi bụi xíu thì bên em sẽ hỗ trợ vệ sinh vỏ ngựa từ trong ra ngoài sạch sẽ trước khi bàn giao đến tay quý chị nha. Thì đậu ở bãi thì hơi bụi xíu, quý chị thông cảm nha. Đấy, tiếp theo là 7 chỗ gầm cao. Đấy, đến từ nhà Ford, bản này là bản cao cấp nhất luôn nha quý anh chị. Ford Everest Titanium bản 3 turbo, bản 2 cầu nha, số tổng đời 2020, đi được 19.000 km, giá bên em đang chào bán là chỉ hơn 1 tỷ 2 xíu thôi. Đấy, có ngay con xe 7 chỗ gầm cao máy thoáng thương hiệu Mỹ, bản cao cấp nhất luôn, động cơ 3 turbo đi rất là tiết kiệm luôn nha. Option thì miên man, khỏi bái bàn rồi.
đấy, rất là tiết kiệm, cửa sổ trời đều đầy đủ. Lại là Kia Sorento, nhưng mà đời là đời 20 nha quý anh chị, đời 20 bản phun dầu luôn, rất là nhiều công nghệ an toàn theo xe. Xe màu trắng nè, liền lạc đồng màu thì trước ra sau. Màu trắng thì quý anh chị khách hàng tin dùng rất là nhiều. Đấy, nội thất thì còn rất là mới sáng luôn. Xe đi được 4 bản 2, giá bên em đang chào bán là 800 hơn đến gần 900. Đấy, nội thất kẻ da màu kem nè, rất là sáng sạch sẽ luôn, cực kỳ rộng rãi luôn, option miên man, cửa sổ trời full luôn nha, cửa sổ trời panorama toàn cảnh luôn. Đấy, nước sơn màu trắng liền lạc, rất là sáng. Rồi, 7 chỗ gầm cao, đến từ thương hiệu Nhật. Đấy, động cơ cực kỳ khỏe luôn, Mitsubishi Pajero Sport động cơ 3.0 số tự động. Lên sẵn luôn cho mình cái bộ ghế da nè, lót thảm sàn một trần ni lông số tự động nha quý anh chị. Động cơ cực kỳ khỏe luôn, rất là thoải mái vô tôi dùng. Tại thời điểm ra mắt á, 2016 con này giá lăn bánh là khoảng 1 tỷ, gần 1 tỷ 2. Giá bên em đang chào bán là chỉ hơn 500 xíu thôi. Đấy, xe đi được 8.3, 7 chỗ gầm cao máy thoát, mà giá làm quanh chỉ hơn 500 thôi quý anh chị. Hyundai Santa Fe bản Venom 2019. Đấy, bản này bản Venom là bản phun xăng quý anh chị, đi được 1.7, giá bên em đang chào bán là hơn 1 tỷ. Thì hiện tại tình hình xăng dầu thì cũng như trao đổi với quý chị rất là nhiều đó, thì giá xăng thì lại rẻ hơn giá dầu, thì nên cân nhắc xe đi gia đình thì nên chọn máy xăng đi tiết kiệm hơn, đi máy hơn, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ hơn. Và đặc biệt con này là bản full, rất là nhiều công nghệ, option miên man luôn. Đấy, Honda CB bản E đời 2019, đi được 4.7, giá bên em đang chào bán là hơn 800. Đấy, nếu như thích form dáng của Honda CB thì chọn bản E này cũng rất là ok nha anh chị. Thì công nghệ thì cũng đủ dùng thôi. Đấy, vô tư Honda CB kiểu dáng rất là giữ dáng luôn nha, rất là nét, nhìn rất là sáng, đi đình thì cực kỳ rộng rãi, thoải mái, vô tư luôn. Đấy, đi cực kỳ tiết kiệm luôn, mang sẵn biển số thành phố, tiết kiệm được 20 triệu tiền sang tên đổi chủ. 7 chỗ gầm cao máy thoáng, cực kỳ sang trọng luôn. Đấy, đến từ thương hiệu Mỹ, Ford Explorer bản 2.3 EcoBoost đời 2018, đi được 5.5 vạn, giá bên em đang chào bán là 1.6 tỷ hơn. Đấy, con xe này khỏi phải bàn rồi, chú ý là bàn về giá thôi, option miên man, gầm cao máy thoáng, động cơ dầu đi cực kỳ khỏe luôn. Đấy, vô tư thì thường xe này chủ tịch đi hoặc là doanh nhân chở kinh doanh hay là chở khách VIP đều rất là ok nha. Đấy, rất là sáng sạch sẽ, rộng rãi, thoải mái, vô tư dùng. Đây, Hyundai Santa Fe đời 2019 bản tiêu chuẩn, thì con này đã nhận cọc rồi nha quý anh chị. Thì em quay sơ lược cho quý anh chị xem là cái chất xe nó mới, nó càng như thế nào. Thì bên em nhận cọc xe rất là nhiều nha quý anh chị, kho bãi cực kỳ lớn luôn, nhận cọc xe hỗ trợ quý khách hàng, hỗ trợ ngân hàng đầu đầy đủ, vô tư vay ngân hàng thoải mái, bên em hỗ trợ tối đa luôn. Đấy, rồi Mitsubishi Xpander con này cũng đã nhận cọc rồi. Đấy, em quay sơ lược cho quý anh chị xem, bên em rất là nhiều xe nhận cọc nha. Nếu như quý anh chị xem được video này á, alo cho em Đức đi, cần nhu cầu xe nào cứ alo cho em lưu thông tin lại, rồi có xe em báo liền. Đấy, rồi 7 chỗ cực kỳ là sang trọng luôn, công nghệ miên man, khi nhắc tới thì khỏi phải bàn rồi. Hyundai Santa Fe đời 2021 bản Venom dầu, công nghệ miên man, thì khi nhắc tới con này thì chủ yếu là bàn về giá cả thôi quý anh chị, tại vì cái chất xe, cái công nghệ thì cái độ giữ giá thì khỏi phải bàn rồi, rất là sang trọng, lịch lãm, thoải mái, công nghệ miên man, vô tư dùng luôn. Trên một clip thì chắc chắn em không kể hết được. Đấy, xe 7 chỗ gầm cao máy thoáng, đến từ thương hiệu Hàn Quốc mà chỉ giá hơn 300 thôi đây quý anh chị. Hyundai Santa Fe đời 2009. Đấy, quý anh chị xem nội thất nè, như một con xe đời 2019 nha quý anh chị, rất là keng cọp luôn, số tự động sẵn luôn, vô tư dùng. Bể bước, phim cách nhiệt, ống tay áp cửa miên man. Đấy, đời 2019 mà giá chỉ có hơn 300 thôi. Thì tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối đến tay quý anh chị, xe không đâm đụng tai nạn thì kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao tới hãng toàn quốc. Đấy, rồi nếu như quý anh chị có quan tâm á, vui lòng liên hệ cho em Đức nha, số điện thoại em có ghi trên trang, comment ý kiến chia sẻ nhu cầu mục đích sử dụng xe của mình để em trao đổi, em lục thông tin để có khi có xe về em báo liền, để hỗ trợ quý anh chị có ngay cục xe đi lướt đi liền đúng với mục đích nhu cầu của quý anh chị nha. Rồi, bye bye quý anh chị nha.